Mày đâm ra đây. Rider thêm mày thêm băng nữa nè. Mày cứ đứng về phe đi, tí tí rồi lấy. Ủa, tao đập lên xe ở đâu? Ủa, vậy này tao quăng đạn nào ra vậy ta? Đéo lên à? Trước mặt kìa. Thì mày cứ lên, mày đâm xe ở đây. Tiếp đừng có đâm tao nhá. Đừng đi. Nó ở trong nhà đó luôn á, cái nhà máy đỏ á. Thôi kệ mẹ nó. Đi 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 đi. Ngoài đồng cứ đi 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 đi. Đi. Tụ má tao chưa lên mà. Nó bắn như vậy rồi đâu? Như nào? T3 bổ Huy à, thì mẹ. Má phải lồn. T3 ăn đạn gần nằm mẹ nó sợ. Ui cái địt mẹ em này. Phải lồn. Địt mẹ nâu hết rồi. Kít ăn kít ăn kít. Mẹ T3 là cái ngáo hãy cứt cứt. Đã đeo có đạn rồi, còn nô hút rồi này. Tôi chạy đi, quán bát mình đeo đi. Ăn máu đi Huy ơi, không là mày dẹo ấy. Lấy kit ra bơm. Cái con cặc thằng nào bắn gì nhỉ? Cái này thua rồi. Gấu gì nói với mấy cái thằng lái xe. Này chẳng qua là do góc nhìn thứ nhất tôi chưa quen thôi. Đéo ai quen, hôm qua tao bắn 2-3 trận được bọn này. Xe đâu? Nguyên hồi được mấy mẹ rồi kìa. Địt mẹ xe nó thêm T3 lật mẹ rồi. Con cật tao nghe tiếng. Ôi thằng bạn mình nó có cái gì kìa. Ủa mà nó có xe kìa. Ô tô ra đón mấy chúng mày. Mà sao nó bỏ rồi? Mình thích thì mình bỏ thôi. Không, tao không thể nào lấy chiếc xe của nó được, tao cũng bỏ luôn. Ui địt mẹ vòng thu hãm vậy, mày chạy rồi. Thôi bơm nốt ít máu đã tính. Chạy đi là vừa kịp đấy. Địt con mẹ đời. Cả khu trước mặt cũng có một đống này. Á xùi quá Hà Hoàng. Cái gì nữa? We bóp shit rồi kìa. No hope rồi. Địt con mẹ. Như lồn, thôi nghỉ luôn. Á thế giờ phải gánh cái phần Huy à. Huy ăn nghỉ game luôn à. Disconnected.